Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ nói một số cái vấn đề về làm video short nhé. Làm nào để quay với làm nào để edit trong Filmora. Tại vì mình thấy có một số bạn comment trên kênh của mình ấy, là video short mà các bạn kiểu re-up lại video của người ta ấy, sau đó là bị kiểu khiếu nại bản quyền các thứ linh tinh. Thế là mình chả hiểu tại sao video short này nó ngắn ngủn ấy, có mấy chục giây thì có cái gì đâu mà các bạn này còn phải đi kiểu re-up làm gì. Các bạn tự tạo đi cũng được mà, đơn giản thôi, chỉ cần việc chọn chủ đề thôi là các bạn có thể bắt đầu làm được rồi. Như kiểu mình lười lắm nhé. Mình là cái kiểu làm rất là lười ấy. Mình chuyên làm phần mềm nên mình chẳng muốn làm mấy cái thứ linh tinh ấy. Nhưng mà mình cũng làm được đầy video short ở trên kênh tiếng Anh của mình rồi. Nó về chủ đề ẩm thực. Thì các bạn gọi là chủ đề ẩm thực ấy, nhưng mà nói chung là mình chỉ kiểu khi nào mình đi chơi ấy, mình đi ăn các thứ thì mình sẽ quay và mình giới thiệu với người ta thôi. Hy vọng là tương lai mình sẽ giới thiệu được nhiều cái món ngon Việt Nam đến kiểu mấy ông nước ngoài ấy, gọi là bạn bè quốc tế ấy. Thế còn các bạn thì các bạn có thể tùy chọn, chọn cái nào cũng được. Các bạn có thể lập team đi quay rồi quay video hài các thứ thì tùy. Hoặc là các bạn có thể tận dụng lại các cái video mà các bạn làm ở kênh của bạn ấy, thì bạn chuyển nó sang dạng short ngắn thôi, mấy chục giây, một phút thôi, thì nó rất là đơn giản. Chứ làm gì mà phải đi kiểu dạng re-up lại của người khác làm gì. Ok, đầu tiên là cái vấn đề quay nhé. Thực ra thì quay thì mình quay rất là dễ lắm, mình quay vô tội vạ lắm. Hôm thì mình dùng máy ảnh đi, mình mang đi mình quay. Thế hôm thì mình dùng điện thoại, hôm thì mình dùng GoPro. Nói chung là mình quay hoặc là điện thoại này nhá. Điện thoại của mình còn chẳng phải cái điện thoại xịn nữa, điện thoại Samsung A70. Điện thoại này, GoPro thì GoPro 7. Thế thì khi mà mình quay ấy, thì chủ yếu là mình sẽ quay các cái cảnh đồ ăn này, xong rồi cửa hiệu này, xong rồi giá tiền bao nhiêu ấy. Thế thôi, còn về xong mình lồng tiếng vào. Nếu như mà mình quay ngang ấy thì mình sẽ về mình crop lại, hoặc là mình tạo cái hiệu ứng pan and zoom, tức là pan từ trái qua phải ấy, cho cái video ngang. Thế còn quay dọc thì thôi thì ghép vào thôi, thế là xong rồi. Còn quan trọng là mình lồng tiếng với lại cái phần nội dung mình ghi ấy. Tức là nội dung của mình định giới thiệu cái gì ấy. Thì nó chẳng quan trọng lắm, tức là kiểu chỉ viết vài dòng ấy, thế là bắt đầu kiểu thu âm giọng nói vào là ok thôi. Tại vì short mà, ngắn mà, có mấy chục giây. TikTok còn có mấy cô 15-20 giây còn nhảy nhót còn được. Đấy thì việc quay rất là đơn giản nhé. Mình chỉ cho các bạn một cái dự án ví dụ của mình nhé. Ví dụ đây là trong Filmora, thì xong rồi mình chỉ cho bạn cách edit luôn. Ví dụ cái này chẳng hạn, Crunchy Fish Cake này nhé. Cái này là cái dạng gọi là bánh đa cá mà mình vừa mới up thôi, cũng được nghìn mấy, 2.000 view ấy, 1.600, 2.000 view rồi. Thì các bạn nhìn thấy ở đây nhé, khi mà mình edit ấy thì đây mình quay trở lại folder nhé. Mấy cái ảnh này thì không phải nhé, mấy cái ảnh này là do mình mới đưa vào để mình làm ví dụ. Mình làm ví dụ cho cái dự án khác nữa, mình sẽ xóa nó đi. Xóa đi để các bạn dễ nhìn nhé. Trước tiên là mình có một cái clip này, 1, 2, 3 cái clip này. 3 cái clip mình đi ăn bánh đa cá này các bạn nhìn nhé. Đó, rất là đơn giản đúng không? Có mỗi một cái là cái cửa hiệu này. Tại vì cái local food của mình, cái Việt Nam mình thì khách nước ngoài người ta thích ấy. Người ta kiểu thích và chen ở mọi ngõ hẻm. Xong rồi cái video của cái bát cá này thì mình quay còn xấu, kiểu quay cái này thôi. Bình thường người ta phải quay lên quay xuống rồi ăn như nào, giòn như nào ấy. Mà thôi kệ. Xong rồi mình quay cái Hồ Gươm. Tại vì cái Hồ Gươm, cái địa điểm này nó ở gần Hồ Gươm. Đó. Rất là đơn giản thế thôi. Còn sau đó là mình ghép lại thành một cái video như thế này. Để các bạn xem thử cái video nhé. If this is your first time to Vietnam and you want to try a local food restaurant, find this fish cake restaurant at number 5 Trung Yên, Đình Liệt, right around Hoàn Kim Lake. For 45,000 Vietnamese dong, you will get a bowl of crunchy fish cake like this. Don't forget to subscribe to my channel to know more about Vietnam. Đó, ok. Đây là cái clip thì các bạn nhìn thấy ở đây nhé. Ở trên này thì mình sẽ có một cái nhạc nền. Ok, mình xóa nhạc nền đi được. Mà thôi mình cứ để đây mình khóa lại. Khóa nhạc nền lại. Ở đây là cái tiếng nhé. Cái tiếng này thì mình thu bằng Filmora nhé. Ở Filmora nó có cái tiếng đây này, có cái chức năng gọi là thu tiếng. Các bạn bật cái này lên này, chọn cái micro này, sau đó các bạn thu thôi. Thì mình bật cả cái Google dịch lên ấy. Tại vì thực ra thì mình không phải là người nói tiếng Anh bản xứ ấy, nên là mình nói nhiều khi nó không thông ấy. Nên là mình bật Google dịch lên, sau đó mình đọc lại. Kiểu đọc nhưng mà mình cũng giống như cái giọng mình kiểu nói ấy. Đấy, thì nó đơn giản thôi. Sau mình nhấn này, thì khi mà thu vào Filmora rồi thì mình sẽ có mấy cái file này, file audio này. Đó, mình để ở đây. Thế còn mấy cái clip này thì ở cuối này mình có một cái nút gọi là subscribe, đăng ký. Thế còn trên này nhá, trên này không phải tất cả cái này mình đều dùng của cái clip của mình nhá. Clip của mình thì có 1, 2, 3, 4 này. Có cái này này. Đây, cái này.
Hồ Gươm, cái bát bánh đa cá rồi. Thế còn lại ba cái đầu này, nếu khi bạn đến Việt Nam thế này thế kia thì mình chọn cái clip máy bay này, rồi clip cái chùa Trấn Quốc này, xong rồi cái một cái clip cái nhà hàng này. Thì cái này mình chọn ở trong phần stock media này nhé, mình vào đây cho mình tìm ấy. Các bạn có thể vào cái Pixel Pizza Bay này, các bạn tìm của Việt Nam ấy cũng nhiều lắm. Thế thì còn ở đây mình tải về đây trong phần download của mình ấy. Trong cái download của mình thì mình kéo xuống thôi, mình kéo cái clip máy bay xuống. Kể cả là cái này là nó là cái dạng gọi là video dọc ấy, thì mình crop nó lại, kích vào đây, đấy mình crop nó lại ở chỗ này thôi, cánh máy bay này thôi, kích vào crop. Thế còn nếu mà bạn nào mà quay ngang ấy mà bạn muốn là kiểu show tất cả các thứ ở trong khung hình ấy, thì bạn có thể chỉnh vào cái pan and zoom này nhé, chọn cái tỷ lệ là 9:16 cho nó là tỷ lệ dọc. Sau bạn chỉnh cái phần start này, phần cuối này, phần end này, đấy, cho nó sang bên phải này. Tức là nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng pan từ trái qua phải. Khi mà pan từ trái qua phải này thì bạn không mất cái thông tin gì ở khung hình cả. Tuy nhiên là cái máy bay này thì nó chỉ có mỗi cái cánh thôi, đâm ra mình chỉ dùng cái tính năng crop thôi, chứ mình không thèm là pan and zoom. Thế còn ở trong đây thì rất là đơn giản nhé, chỉ có mấy cái hiệu ứng này. Hiệu ứng này là hiệu ứng distort truyền cảnh ấy, mình chủ yếu mình dùng distort cho mấy cái này thôi. Truyền cảnh thì các bạn vào đây nhé, và transition này, các bạn chọn distort này, bạn kéo xuống thôi. Thì rất là đơn giản, tại vì thực ra thì quan trọng là cái thông tin của mình ấy, chứ không phải là cái phần là chuyển cảnh loằng ngoằng. Thế còn cái tiêu đề, ví dụ cái phụ đề này mình làm là mình đã tạo một cái phụ đề cả để mình làm gọi là dùng cho nhiều lần ấy. Ví dụ cái phụ đề này mà mình muốn dùng cho nhiều lần nhá, thì mình kích chuột phải này, mình chọn Save as Custom, xong mình ấn vào là phụ đề dùng nhiều lần. Dùng nhiều, đấy mình kích vào OK chẳng hạn. Đấy thì khi mà kích vào OK, khi mà mình đi vào title của mình ấy, nó sẽ hiện ở trong cái phần này, My Download của bạn. Thì có thể nếu mà ở bản custom của bạn ở bản thấp hơn thì nó sẽ là trong phần download, phần custom này nhé, nó không có chữ My này, vì cái bản này bản mới mà. Đây phụ đề dùng nhiều lần, mình chỉ kéo đây thôi. Thế mình nói đến đâu thì mình sẽ thay, đấy, kéo đến đâu mình thay cái này đến đấy. Thích thì có thể thay màu hoặc là tăng cỡ chữ lên thì tùy. Thế là xong rồi, xong rồi một cái video short rồi, edit rất là đơn giản. Ở phần này ấy thì khi mà cắt ấy, thì các bạn nhớ là các bạn nên cắt nhanh một tí. Video short của mình thì chỉ trong vòng tầm 20 đến 25 giây thôi, bởi vì mình thấy là làm càng ngắn thì lại càng hiệu quả ấy, view nó nhiều hơn. Nhưng mà chả biết là các bạn thì làm như thế nào. Đó, đơn giản đấy là làm nào để quay và edit video short. Tất nhiên là bạn phải export này, export. Khi mà bạn export này thì bạn nhớ là chọn setting này nhé, sau bạn tăng cái bitrate này lên 20.000 nhé. Và cái kích thước các thứ rồi frame rate thì thường mình để 24, và kích thước thì mình sẽ để là 1080 x 1920, thì đấy là cái tỷ lệ dọc ấy. Thế còn nếu mà nó khác thì các bạn phải chỉnh lại cái dự án trước khi bạn export nhé. Tức là phải chỉnh lại ở cái chỗ này này, chỉnh lại ở đây trên project aspect ratio này, bạn chỉnh ở đây chuyển sang tỷ lệ 9:16, kích vào OK. Thế còn một số bạn hỏi là tại sao em xuất ra mà nó có mấy cái file video bé bé, thì các bạn bỏ chọn cái này đi nhé, bỏ chọn cái auto highlight này với cái upload to cloud này, các thứ này nhé, bạn bỏ chọn nó đi thì nó sẽ không tạo ra một cái gì nữa. OK, đấy là một số thông tin về làm video short và edit video short với Filmora. Mình hy vọng là video này nó hữu ích với các bạn. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ tư vấn hướng dẫn cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.